Xin chào mọi người nhé. Đây là lẩu cá tầm như em ạ. Cá tầm rất là tươi ngon nhé. Nhà em nhận đặt lẩu theo yêu cầu nhé. Mọi người thích ăn lẩu thì có lẩu đấy nhé. Chào mọi người, alo cho em là có nhé. Lẩu cá tầm như em ạ.